Đây là món quà em Tú tặng em Tú, tại vì tặng vợ em Tú. Đây là món quà em Tú tặng vợ em Tú vì đến giờ thì vợ em Tú có con với em Tú, nhưng mà hai đứa lại chưa, gọi là thứ nhất là không có giấy tờ, chưa giấy tờ kết hôn hay cái gì cả. Thứ hai là không có một đám cưới cho bà ấy. Thành ra là bà ấy cảm thiệt thòi. Vì thế em Tú cố gắng em Tú bù đắp được cho bà ấy cái gì thì em Tú bù đắp. Đấy, thế là mới lấy được 70 củ tiền quảng cáo, thì em Tú bỏ ra 46 triệu để em Tú tặng vợ em Tú cái này. Đấy, 46 triệu để tặng vợ em Tú cái này. Được chưa ạ? Em Tú không xài, tại vì em Tú cái gì em Tú ưu tiên được vợ em Tú thì em Tú ưu tiên, em Tú dùng cái gì cũng được. Bịt còn mẹ nguyên siêu luôn, nguyên siêu anh em luôn, mua nguyên siêu mà không phải hàng vớ vẩn luôn đấy.